trong ngành nail cũng gần 20 năm các chị, 20 năm. Lúc ban đầu thì mình cũng ra ngoài, mình đi học, mình đi làm thợ, và sau đó thì mở tiệm nail. Mở một tiệm mình làm có tiền rồi thì mình ham đúng không? Khi mình có tiền mình ham thì mình mở tiệm thứ hai. Mở tiệm thứ hai xong thì mở tiệm thứ ba. Và sau đó thì build tiệm nail mình bán lại, hoặc là mình mua, mình sửa, mình bán lại. Thì các tiệm biết là khi mà làm như vậy thì mình có tiền, quan có tiền. Nhưng mà có một cái thì vấn đề thời gian mình không có. Và đương nhiên là lúc đó thì khi mà một tiệm nail không đó, mình đã làm nó đã không có thời gian rồi, mình lúc đó mình có hai tiệm, có ba tiệm, thời gian mình sẽ không có. Và lúc đó thì mình nghĩ là có tiền đúng không, để cho có cuộc sống chất lượng hơn. Nhưng mà ngược lại thì không có thời gian thì càng nó là có nhiều cái stress về công việc. Và lúc đó cũng không biết làm như thế nào. Và cũng may mắn là có một người bạn đến để chia sẻ cái cơ hội kinh doanh không sở hữu. Lúc đầu thì Quang thật sự thì Quang cũng không quan tâm lắm. Quang nghĩ là mình đã đủ rồi đúng không, mình đã đủ bận rồi, và mình không quan tâm lắm. Nhưng mà người bạn này đó thì nói với Quang như thế này là, em biết anh rất là bận và tiền thì anh có đúng không, tiền thì anh không thiếu, nhưng mà cái mà anh thiếu đó là thời gian. Và anh có hai ba tiệm nail, anh có thể nó làm 7 ngày một tuần thì chắc chắn cái chất lượng cuộc sống không có, và đây là cái cơ hội mà có thể cho anh có được cái chất lượng cuộc sống. Thì lúc đó thì Quang mới ngồi xuống và nghe người bạn này chia sẻ, và mình thấy là hoàn toàn hợp lý đúng không, hoàn toàn hợp lý. Và lúc đó thì Quang đã quyết định, hai vợ chồng quyết định, và cũng may là mình quyết định đúng không, có sự quyết định đó. Và có thể nói là hơn 6 năm về trước thì hiện tại bây giờ thì Quang trở thành là một người team lead với công ty New Skin, và hiện tại giờ mình đạt được những cái mà mình muốn, những ước mơ mà mình muốn, và trước đây thì mình không có được. Đó là vài lời mà Quang cũng muốn giới thiệu sẽ về một xíu một số anh chị em mới chưa biết về Quang đó. Cái trên màn hình đó thì anh chị thấy là đây là gia đình của Quang. Bà xã của Quang là Loan. Quang có một người, có hai đứa con, một đứa con gái tên là Nali, và Jaden. Nali thì 12 tuổi và Jaden thì 10 tuổi. Cái hình bên tay phải thì khi mà tham gia New Skin đó thì công ty cứ mỗi năm vậy thì cho mình đi chơi đó, đi chơi đi tưởng thưởng thì đi ra Bermuda, đi Bermuda được 2 lần. Cho nên cái hình ở dưới thì mỗi lần đi chơi như vậy thì công ty cho quà rất là nhiều. Hình bên phải thì công ty cũng thưởng thưởng đi Alaska 7 ngày và nhiều cái chuyến đi chơi mà nói chung là cho mình cơ hội đó, để mình đi chơi được nhiều nơi. Và đồng thời thì nó không có gò bó. Những cái công việc mình làm trước đây thì nó không có gò bó, còn bây giờ thì mình muốn làm thì làm theo ý của mình. Thì đây là vài cái hình ảnh mà gia đình thì cũng muốn chia sẻ với anh chị biết. Để trả lời okay. Các anh chị biết là khi mà Quang tham gia New Skin, và trước khi mà tham gia New Skin đó, thì Quang có làm trong ngành nail, thì các anh chị cũng biết rồi. Thời đó đó thì các anh chị biết là Quang làm rất là gọi là cần cù đó. Thì lúc đó Quang có một người khách, và người khách nói như thế này. Người khách nói là Quang à, Quang là một người làm việc rất là chăm chỉ, rất là hoa, nhưng mà mình nên là làm việc gọi là làm việc smarter, không nên làm việc harder. Và thật sự lúc đó thì mình cũng không biết, mà Quang cũng nghĩ là bà khách đã nói như vậy thôi. Nhưng mà ước gì hồi đó mình hiểu đó, thì mình có thể mình đặt những câu hỏi là working smarter là như thế nào đúng không? Thì khi mà tham gia New Skin rồi đó thì mình mới biết được là mình có hai cái lối sống. Ok. Và Quang biết là tất cả mọi người, phần lớn là có thể 90% anh chị em mình bằng cái hai lối sống này. Thì anh cũng muốn chia sẻ qua là cái lối sống đầu tiên. Nên các nhà biết được là cái lối sống như thế nào. Và có thể nói lên lúc đó mình như thế này các chị ạ, là khi mình sanh ra đó, mình sanh ra thì mình zero tuổi đúng không, mình khóc tiếng chào đời đó. Và khi mình cũng như là mình về già đó thì trong khi mình có thể mình sống tới chừng 80 tuổi đúng không, thường thường là zero tuổi cho đến 80 tuổi. Hy vọng là mình có thể mình sống hơn đó, bây giờ với bây giờ thì có thể mình sống hơn đúng không. Thì bây giờ thì thông thường thì 20 năm đầu đó
thì mình học hỏi, cái gì biết không, 20 năm đầu mình học hỏi, mình đi học trung học nè, rồi xong trung học mình đi học đại học nè, để mình ra trường mình có cái gì đó để mình làm. Nhưng mà nếu mà anh chị em nào mà không có cái đi học tiếp tục á, sau khi trung học mà không đi học đại học á, thì có thể mình ra ngoài mình học cái nghề gì đó để mình làm, đúng không? Thì khoảng cỡ chừng từ 20 năm đầu thì mình học hỏi, và khi mình ra trường rồi đó, mình có kinh nghiệm rồi đó, thì sao ạ? Thì mình sẽ sao ạ? Mình làm vất vả cho đến tuổi 65. Có nghĩa là trong vòng 25 tuổi cho đến 65 tuổi, nghĩa là 40 năm mình vất vả, mình kiếm tiền mua xong, đúng không? Lúc đó mình có gia đình, mình có con cái, đúng không? Mình có đủ cái nhu cầu để mà mình có thể mình làm đó. Và như vậy thì mình cứ vất vả, mình kiếm tiền. Và khi mình làm đến 65 tuổi đó thì sao ạ? Thì mình về hưu, đúng không? Thì khi mình về hưu đó thì sao ạ? Thì thông thường thì mình có khoảng 5 năm để hưởng thụ, đúng không? Bây giờ thì hình như là đàn ông bây giờ là 67 tuổi về hưu này, đúng không? Nhưng mà nếu mình về hưu đi thì mình có 5 năm để mà mình có thể mình hưởng thụ. Thì mình hưởng thụ xong thì sao ạ? Thì từ 70 cho đến 80 thì thông thường thì sao ạ? Thì phần lớn là mình bệnh, đúng không? Mình nằm trên giường bệnh, đúng không? Và thế, và sau khi 80 thì sao ạ? Thì bắt đầu là mình có thể mình ra đi. Thì đó là cái lối sống mà có thể nói là tạm thời nói là lối sống một, và hầu như là mọi người đều phải trải qua cái lối sống này. Cho nên Quang nghĩ là anh chị em mình có thể đồng cảm với Quang về cái lối sống một á. Thì bây giờ bên cạnh lối sống một á, thì ở ngoài kia có rất là nhiều người, người ta có sống cái lối sống khác, và mình có thể nói đó là cái lối sống thứ hai. Thì Quang cũng muốn chia sẻ sơ về cái lối sống thứ hai như thế nào, mà ngoài kia có rất nhiều người ta đang hưởng thụ và đang có cái lối sống thứ hai này. Thì cái lối sống thứ hai đó thì mình cũng sanh ra, đúng không? Và có thể là sống chỉ đến 80 tuổi. Và 20 năm đầu thì sao ạ? Thì mình cũng đi học, đúng không? Mình đi học để mình có kinh nghiệm, để mình sẵn sàng cho cái cuộc sống của mình. Ok. Và thông thường thì sao ạ? Cái tuổi một số anh chị em ở Vinh và có thể là ở tuổi 40, có thể là ở tuổi 30, 35, đúng không? Nhưng mà khi mà cái tuổi mà của Quang á, là cái tuổi Quang qua Mỹ là 21 tuổi và đến 25 tuổi đó, đúng không? Thì mình đi học, và khi mà đến năm 40 tuổi là cũng như mình làm vất vả. Và sao ạ? Và nếu mà các anh chị em 40 tuổi sao ạ? Và nếu mà có một kinh doanh, mà kinh doanh gọi là kinh doanh không sở hữu, kinh doanh hệ thống đó, thì sao ạ? Mình làm cái chừng 4 năm thì đến khi 44 tuổi và mình có thể mình về hưu, mình có thể mình có tất cả. Thì nếu mà mình làm trong 4 năm để sau cái tuổi 44 đó mà mình về hưu thì các anh chị thấy sao ạ? Tuyệt vời không ạ? Đúng không? Và nếu mà các anh chị em mà ở tuổi 44 mà về hưu đó thì sao? Thì đến năm 80 tuổi, có nghĩa mình sống đến năm 80 tuổi mà, thì có nghĩa là mình có trên 3, có nghĩa là có 36, 40 năm để mình hưởng thụ. Ok. Và ngoài kia hiện tại bây giờ rất là nhiều người đang có cái lối sống này, và đang nếu mình làm thì mình sẽ đạt điều đó. Thì quay lại đó, thì qua bên cái kinh nghiệm của em, thì khi mà em tham gia vào công ty năm 40 và em tham gia công ty làm việc, và đến năm 44 tuổi đó thì mình đã đạt được một cái vị trí khá quan trọng với công ty, và mình cảm thấy mình có những thứ mà trước đây mình không có. Thì sau 6 năm thì có nghĩa là năm em 46 tuổi thì em trở thành team lead, và tới cái giai đoạn đó thì nói chung là mình có thể mình tự tại, mình có thể mình muốn làm những gì mà mình làm. Thì đó là cái lối sống thứ hai, và hiện tại bây giờ có rất nhiều người mà đang có cái lối sống thứ hai này. Thì nếu mà các anh chị em mà hiện tại đang có cái lối sống một và cái lối sống hai đó, thì không biết là các anh chị em mình muốn chọn lối sống một hay hai à? Chắc chắn là số lối hai, đúng không? Thì bây giờ đó, để mà có cái lối sống thứ hai thì sao? Thì đương nhiên mình phải hiểu, mình hiểu là hiện tại bây giờ ở ngoài kia nó có những cái kinh doanh như thế nào, mình làm như thế nào để mà mình có cái lối sống thứ hai đó. Thì các anh chị biết là hiện tại bây giờ đó thì không biết là các anh chị em có từng nghe người ta nói gọi là gig economy. Cũng là thời đại bây giờ đó, là thời đại mà kinh tế thị trường tự do, cũng như là mọi người ta làm việc đó là người ta muốn, cũng là gọi là tự do, người ta không muốn gò bó. Và với phương tiện hiện tại bây giờ thì qua Facebook nè, thì mình có thể mình kết nối nè, mình có thể kinh doanh qua Facebook nè,
với cái điện thoại nè, đúng không? Mình có thể mình nhắn tin nè, mình có thể mình kinh doanh nè, và rất nhiều cái phương tiện, và bây giờ nó có thể cho mình làm được điều đó. Còn nếu mà 20 năm về trước thì nó không cho mình điều đó. Cho nên hiện tại bây giờ thì với xu hướng bây giờ là rất nhiều người, người ta rất thích về cái vấn đề cái công việc tự do, thì nó gọi là gig economy. Cái điều thứ hai nữa là vấn đề độc lập tài chính. Thì em nghĩ là tất cả mọi người ai cũng muốn độc lập tài chính hết, đúng không? Mình làm để mà mình có thể mình có rất là nhiều tiền để mình tự do tài chính. Thì hiện tại bây giờ thì nếu là con chị em trên này có người nào đã độc lập tài chính chưa? Nếu mà có thì em chúc mừng anh chị nhé. Và đó là điều mình muốn, đúng không? Mình độc lập tài chính rồi mình muốn gì nữa? Vấn đề thời gian, đúng không? Thì bây giờ mình luôn luôn là muốn có thời gian linh động này, đúng không? Không ai mà muốn làm công việc gì mà nó bị gò bó cả. Mà nếu mình có công việc mà mình có thời gian linh động, mình muốn làm thì làm, mình muốn nghỉ thì nghỉ, đúng không? Và thậm chí nhiều khi mình nghĩ mình vẫn có tiền, thì chắc chắn đây là những điều mà anh chị em mình mong muốn, đúng không? Cho nên là mình muốn thời gian linh động. Vấn đề chất lượng cuộc sống đó, thì nếu mà mình có tài chính, mình có thời gian linh động, đúng không? Và mình có cuộc sống gọi là chất lượng nữa, thì em nghĩ là rất là tuyệt vời. Thì em nghĩ là ai cũng muốn cái điều này, đúng không? Nhưng mà đương nhiên mà nếu mà được những điều này đó thì sao ạ? Thì chắc chắn mình phải kinh doanh, và mình phải kinh doanh một cách nó thông minh hơn. Thì đương nhiên mình phải hiểu được là về cái xu hướng thị trường hiện tại bây giờ nó là như thế nào. Thì để khi mình biết được cái xu hướng thị trường thì sao ạ? Thì mình đi kinh doanh đúng, đúng không? Thì Quang làm việc với rất là nhiều người thành công, và đặc biệt những người leader của mình thì nói là thời nào thì mình phải làm việc đó. Cho nên là và hiện tại bây giờ đó thì các anh chị biết là Quang đang theo tham gia làm việc với công ty Nu Skin. Công ty Nu Skin hiện tại bây giờ thì các anh chị biết là đang tập trung vào những cái điều mà mọi người ngoài kia đang cần. Có nghĩa là sao ạ? Hiện tại bây giờ là tất cả mọi người ai cũng muốn khỏe, ai cũng muốn trẻ và ai cũng muốn đẹp, và đó là cái nhu cầu hiện tại bây giờ đấy. Bây giờ là mọi người làm có tiền, thì khi mà có tiền rồi thao cái nhu cầu có một nó khó. Ai cũng muốn là đẹp hết, ai cũng muốn trẻ, ai cũng khỏe, và đồng thời là người ta lại muốn kiếm nhiều tiền, đúng không? Thì nếu mà cái nhu cầu đó, mà nếu mà mình có được cái phương pháp để đáp ứng được những nhu cầu đó, thì các anh chị thấy rằng có thể tuyệt vời không ạ? Yes, đúng không? Thì hiện tại bây giờ công ty Nu Skin có thể đáp ứng những điều đó, đáp ứng những cái thị hiếu thị trường và những cái vấn đề mà tất cả mọi người hỏi vậy. Vấn đề khoa học thì hiện tại bây giờ các chị biết là công ty Nu Skin là một công ty có thể nói là dẫn đầu về vấn đề công nghệ chống lão hóa. Độc không ai có các chị. Ok. Và hiện tại giờ công ty Nu Skin có trên 75 khoa học gia để mà có thể nghiên cứu cho ra những dòng sản phẩm tốt nhất để đáp ứng thị trường. Nếu mình hợp tác với một công ty mà có nghĩa là dẫn đầu nghệ chống lão hóa và có nhiều khoa học gia nổi tiếng mà nghiên cứu cho mình, thì chắc chắn là sao ạ? Thì mình có thể giúp rất là nhiều người ngoài kia để họ có một cái hiện tượng là khỏe trẻ đẹp hơn. Đồng thời thì các anh chị biết là với cái công nghệ hàng đầu thì công ty Nu Skin có những dòng sản phẩm độc quyền và có rất nhiều bằng khen. Ok. Thì khi mà mình hợp tác với một công ty và công ty có dòng sản phẩm độc quyền và có nhiều bằng khen như vậy, thì chắc nghĩa là nó tạo cho mình có nhiều cái niềm tin để mà mình có thể mình tiếp tục mình có thể làm việc với công ty đó. Qua những cái dòng sản phẩm tốt thì sao ạ? Nó giúp cho mình khỏe trẻ đẹp cho chính bản thân của mình và bạn bè xung quanh. Và đồng thời nói về cái cơ hội kinh doanh thì sao ạ? Thì đây là một cơ hội kinh doanh toàn cầu, đúng không? Tại vì con người cả thế giới này mình có trên 7 tỷ người, đúng không? Và vấn đề trẻ khỏe đẹp thì ai cũng cần hết. Và đó là cái mà tại sao mà Quang lại tham gia Nu Skin. Thì hiện tại bây giờ với cái cơ hội này thì mình có thể mình phát triển qua thị trường châu Âu, mình có thể phát triển qua thị trường châu Mỹ, châu Úc và châu Á, đúng không? Và khi mà mình kinh doanh đó, mà mình có thể phát triển mà gọi là khắp nơi đó, khắp nơi thì sao ạ? Thì cái kinh doanh nó không có giới hạn, mà kinh doanh không giới hạn thì sao? Thì sao ạ? Thì tiền sao ạ? Tiền nó sẽ không giới hạn. Nếu bây giờ mình hiện tại mình đang kinh doanh một công việc gì đó mà nó chỉ local thôi, nếu mà cái local
thì nó giới hạn, mà giới hạn thì tiền nó cũng giới hạn. Cho nên đây là một cơ hội kinh doanh mà toàn cầu mà mình có thể làm được. À, Quang muốn chia sẻ sơ về vấn đề công ty một chút xíu. À, công ty Nu Skin hiện tại bây giờ là có mặt trên trường chứng khoán Hoa Kỳ. Ok, và đây là cái điểm lý do tại sao Quang tham gia Nu Skin. Tại vì khi mình tham gia một công ty nào đó mà có mặt trên thị trường chứng khoán, có nghĩa là sổ sách rõ ràng, đúng không? Tại vì phải minh bạch, tại vì khi mà có trên mặt thị trường chứng khoán đó là có gọi là có cổ phiếu, có stock, thì sổ sách phải rõ ràng. Ok, mà nếu mà mình tham gia với một công ty mà có sổ sách rõ ràng thì chắc chắn mình không cần phải lo lắng gì cả. Thì đó là lý do tại sao mà Quang tham gia, và rất nhiều người tham gia với công ty Nu Skin. Thì hiện tại bây giờ với công ty Nu Skin thì sao ạ? Thì có mặt trên 54 quốc gia, chuẩn bị mở thêm một thị trường, đó là thị trường Peru, là cái nước là thứ 55 của công ty Nu Skin. Đó là vấn đề mình nói về vấn đề sản phẩm rồi, đúng không? Mình nói về vấn đề công ty rồi nè. Thì hiện tại bây giờ vấn đề chính sách trả thưởng thì sao? Ok, thì đối với các anh chị em nghĩ là khi mình tham gia một công ty đó thì chính sách trả thưởng có quan trọng không ạ? Chắc chắn là quan trọng, đúng không? Tại vì bây giờ làm gì mà có tiền mà đương nhiên là phải trả tiền như thế nào thì mình phải làm chứ. Thì không biết là các anh chị em ở ngoài kia hiện tại giờ các anh chị đang làm ngành nghề gì. Phần lớn thì người ta chỉ trả sao ạ? Trả hàng tuần, đúng không? Nếu anh chị em làm nail thì chủ có thể trả tuần. Nếu mà làm hãng xưởng thì người ta trả sao ạ? Mỗi hai tuần, thậm chí là mỗi tháng, đúng không? Nhưng mà đối với công ty Nu Skin hiện tại bây giờ thì với cái chính sách trả thưởng mới, nó gọi là Velocity. Velocity có nghĩa là trả nhanh và trả rất nhiều cho nhà phân phối. Thì hiện tại bây giờ công ty Nu Skin mình có thể nhận tiền từ ba cách, có nghĩa ba cái khía cạnh mình có thể nhận tiền. Có nghĩa là cái thứ nhất đó, thì nó gọi là share, đúng không? Có nghĩa là khi mà mình bán một cái dòng sản phẩm, hay là một người khách hàng của mình order từ sản phẩm từ mình hay là từ trên mạng đó, thì sao ạ? Thì mình có thể mình nhận tiền mỗi ngày. Có nghĩa là ngày hôm nay mình bán thì ngày mai, có nghĩa là công ty đã trả tiền. Ok, và với cái chính sách này đó thì sao, thì mình có thể kiếm hàng trăm đồng. Nó thích hợp cho một số anh chị em mình nói là bây giờ tôi đi làm bây giờ tôi rảnh một ít thời gian, tôi không biết làm gì, đúng không? Tôi có thể làm một vài tiếng và mình kiếm vài ba trăm để trả tiền bill, chẳng hạn trả tiền xe, trả tiền sữa cho con, tiền điện hay là tiền nước, đúng không? Thì mình có thể làm điều đó, và mình có thể mình kiếm vài ba trăm đô. Ok, cái cách thứ hai đó thì mình có thể mình kiếm hàng ngàn, có nghĩa là với cái cách trả thưởng này mình cứ kiếm vài ngàn đô. Nó gọi là bill, có nghĩa là nó dành cho một số anh chị em chúng mình khi mà tham gia một cách nghiêm túc và coi đây là một cái kinh doanh, đúng không? Và mình làm và công ty có thể trả hàng, có nghĩa là vài ngàn đó, vài ngàn mỗi mỗi tháng đó. Và đó cho nên là nó thích hợp cho một số anh chị em là ok, tôi không hài lòng với việc tôi đang làm, đúng không? Tôi làm với công sức của tôi mà không được nhiều tiền. Và đây là cái cách mà công ty Nu Skin có thể cho các anh chị. Ok, và mình có thể với cái cách này thì công ty sẽ trả cho anh chị cho đến 40% tiền hoa hồng. Ok, rất là nhiều các anh chị nhé. Cách thứ ba đó là nó gọi là lead, có nghĩa là khi mà mình làm nó quen rồi, mình tham gia công việc rồi, và sau đó mình có thể mình hướng dẫn lại cho người khác, đúng không? Mình hướng dẫn những người kinh doanh khác. Thì với cái cách này đó thì công ty có thể trả cho hàng chục ngàn, có nghĩa là kiếm cả hàng vài ba chục ngàn mỗi tháng. Và Quang đã gặp rất là nhiều anh chị em hiện tại bây giờ là với đội ngũ người Việt của mình khi tham gia Nu Skin đó, là có rất nhiều người hiện tại bây giờ là cái thu nhập là vài ba chục ngàn mỗi tháng. Và trong vòng khoảng trên 34 năm đó thì hiện tại bây giờ công ty Nu Skin đã tức là cho ra đời đó là trên 1.500 người làm trên 1 triệu, và trong rất nhiều trong những người đó là làm trên 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, và thậm chí cái người mà Quang gặp đó là người ta làm kiếm trên 50 triệu mỗi game các anh chị. Có thể nói là một công ty có một cái chính sách trả thưởng cao nhất, và đây là cái ưu tiên hàng đầu của công ty. Và công ty nói rằng đó, những người founder, những người mà chủ công ty đó nói là họ tìm bằng mọi cách, mọi giá để có một cái chính sách trả thưởng, trả tiền hoa hồng cao nhất so với tất cả những công ty
khác trên thế giới. Cho nên là và đây là cái chính sách mà có thể nói là nó có thể giúp cho mình kiếm rất là nhiều tiền. Cái điều nữa đó thì bây giờ mình nói về vấn đề xu hướng thị trường là cái nhu cầu rồi. Bây giờ mình cũng đã nói về cái sản phẩm rồi đúng không? Công ty thì có ở thị trường Mỹ là có trên 300 dòng sản phẩm, ở cả thế giới thì có trên 500 dòng sản phẩm. Nói về công nghệ thì sao ạ? Thì công nghệ độc quyền trên thế giới thì không ai có. Cái chính trả thưởng là rất là cao. Ok. Nghĩa là cả mình có thể kiếm, mình có thể kiếm bậc trăm, mình có thể kiếm bậc ngàn, mình sẽ kiếm bậc chục ngàn. Ok. Và đó là những cái điểm mạnh của công ty. Thì bây giờ cái câu hỏi được đặt ra hiện tại bây giờ đó là mình đang muốn gì, đúng không? Hiện tại bây giờ mình đang làm cái công việc của mình có hài lòng hay chưa? Ok. Nếu mình có mơ, mình muốn có tự do về thời gian, mình có tự do về tài chính, đúng không? Mình muốn có chất lượng cuộc sống, thì hiện tại bây giờ các anh chị em mình đã có chưa? Ok. Và nếu mà các anh chị em chưa có những cái mình mong muốn mà chưa có đó thì sao ạ? Thì bắt buộc là mình phải thay đổi từ cái lối sống một, mình phải chuyển qua cái lối sống thứ hai. Có nghĩa là mình phải có một cái kinh doanh thông minh hơn, một cái kinh doanh mà có hệ thống, để sau khi 4 năm mình đạt được những gì mình muốn. Các anh chị đồng ý không ạ? Chứ còn nếu mà không đó thì sao ạ? Thì mình vẫn lay quay cái lối sống một, và chắc chắn với cái đời sống lối sống một á thì mình sẽ làm miết cho đến 65 tuổi, và sau đó thì sao ạ? Giỏi lắm thì mình hưởng thụ trong vòng 5 năm, đúng không? Lúc đó là nhiều khi bệnh hoạn thì mình cũng không có thời gian để mà hưởng thụ được. Và đó là lý do tại sao mà Quang có sự quyết định để mà làm việc với công ty Nuxin, để rồi mình có cái lối sống thứ hai. Tại vì nếu mà bây giờ những gì mà mình làm đó, mình làm 5 năm, mình làm 10 năm rồi mà nó không đạt được gì mình muốn, thì bây giờ mình tiếp tục mình làm thêm 5 năm nữa, 10 năm nữa thì chắc chắn là mình cũng sẽ không đạt được những gì mình muốn. Cho nên đó là cái mà nó đem đến cái sự gọi là quyết định để các anh chị em mình có được một cuộc sống chất lượng hơn. Thì hiện tại bây giờ đó, để mà mình có thể tham gia một cái kinh doanh, một cái chiến lược để mình có thể kiếm được nhiều tiền đó, thì hiện tại bây giờ là đội ngũ người Việt của mình, cái đội nhóm là đang tập trung vào một cái một dòng sản phẩm. Và với cái dòng sản phẩm này đó thì sau vòng 3 tháng mình có thể kiếm trên 10.000. Vậy thì nếu mà các anh chị em mà muốn có thể là tìm hiểu đó, thì các anh chị em có thể nán lại để mình có thể mình tìm hiểu làm sao với cái chiến lược này trong vòng 3 tháng mình có thể mình kiếm trên 10.000. Và cái dòng sản phẩm đó nó gọi là Louis Spa. Ok. Và với cái chiến lược Louis Spa này đó thì mình có thể mình xây dựng toàn cầu. Thì cái máy này đó thì nó rất là đơn giản, chỉ trong vòng 2 phút nó sẽ rửa mặt là rửa mặt chuyên sâu đó, trong vòng 2 phút sẽ làm sạch da mặt, mình làm tái tạo lại da. Và giống như những cái hình mà trên màn ảnh các chị thấy đó, là một số anh chị em là bị mụn đúng không, có hình bị con after, thì sau khi xài thì nó sẽ hết mụn và nó sẽ làm cho cái da của mình sạch hơn. Nó có 7 công cái lợi ích của nó là tái tạo da, nó làm da mềm mại đúng không, nó làm cho da sáng hơn, nó gọi là rạng rỡ hơn đúng không, nó làm cho cái lỗ chân lông mình thu nhỏ lại, và với cái máy này thì nó có lại 7 cái lợi ích như vậy. Và thì ai cũng cần hết, từ cũng như đàn ông, phụ nữ, lớn người đều cần cái công cụ này. Với cái máy Lumi Spa, với cái chiến lược Lumi Spa, thì bây giờ mình đang làm cái nhân rộng như thế nào để làm sao để phát triển được toàn cầu. Thì hiện tại bây giờ đó thì khi mà đưa ra cái chiến lược này đó, thì một số người em nói là tại sao mình phải chọn cái Lumi Spa, cái mình kinh doanh mà đúng không, thì tại sao mình chọn cái máy Lumi Spa để có thể phát triển toàn cầu được. Thứ nhất, cái máy rất là đơn giản. Thứ hai là nó có hiệu quả liền. Cái thứ ba là tiện lợi, đúng không, nhỏ gọn, rất là tiện lợi. Nó thích hợp rất là nhiều đối tượng, nó đối tượng nào cũng thích hợp, có thể xài được hết.
Và điều thứ năm nữa là nó có mặt trên thị trường, nó có mặt ở thị trường Việt Nam, ở châu Âu, châu Úc, và hầu như có thể là 54 đều có mặt hết. Có thu nhập sau khi bán máy, khi mình bán một cái máy là mình có tiền thu nhập liền. Và điều quan trọng nhất là nó dễ nhân rộng. Cái gì nó đơn giản trong vòng 2 phút thì nó dễ nhân rộng, đúng không? Cũng như là dễ giới thiệu, nó dễ kinh doanh. Thì bây giờ cái quyền lợi cho nhà phân phối là cái gì? Thì khi mà làm đó, thì cái gì, đúng không? Thứ nhất là các anh chị đăng ký miễn phí, ok. Mình làm một kinh doanh mà mình đăng ký miễn phí thì không có gì phải mắc cả. Thứ hai là mình có cái thu nhập từ bán lẻ, đúng không? Thứ ba là mình có được tiền hơn khi giới thiệu, khi mình xài trong xong rồi đó có kết quả và mình kinh doanh, mình giới thiệu thì sao mình có được tiền hơn. Mình có heo hồng từ cái doanh số nhóm, đúng không? Tại khi mà mình giới thiệu, mình có nhóm, mình làm kinh doanh, mình có đội nhóm rồi thì có heo hồng từ đó. Mình có thể cho phép mình phân phối cái máy này toàn cầu, ok. Mình không cần kho bãi, đúng không? Mình kinh doanh mà không cần kho bãi thì không có gì phải mắc cả. Và đặc biệt nữa là mình có gọi là thụ động mỗi tháng, đúng không? Thì bây giờ cái mô hình nhân rộng nó như thế nào thì Quang cũng muốn đi sơ qua như thế này ha. Thì bây giờ nếu mà bây giờ mình kinh doanh, nếu mình chọn cái đây là cái mô hình kinh doanh thì mình phải có bao nhiêu người kinh doanh, thì mình có bao nhiêu người, thì tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba thì như thế nào, đúng không? Thì với cái mô hình này đó thì tháng thứ nhất mình chỉ cần có 4 người, và tháng thứ hai đó thì mình hợp tác thêm một người nữa, tháng thứ ba là mình cộng sự thêm một người nữa, có nghĩa là mình có thể là chỉ cần có 6 người kinh doanh với mình, okay. Thì có bao nhiêu người nhé? Tháng đầu tiên là mình phân phối 5 cái máy Lumispa, ok. Có nghĩa là một cái máy mình mua xong rồi thì mình sử dụng, mình cũng sẽ giới thiệu, ok. Và tháng thứ hai mình cũng làm y chang như vậy. Tháng thứ ba thì mình cũng phân phối là 5 cái máy Lumispa. Thì bây giờ nếu như vậy thì vấn đề kinh doanh đầu, cái kinh doanh nó như thế nào, cái vốn đầu tư mình phải bỏ vào là bao nhiêu, thì cái vốn đầu tư với cái 5 cái máy đó thì là 870 đồng. Thì mình lấy lại vốn, đúng không? Và mình sẽ mua mình. Và tháng thứ hai thì cũng y chang như vậy. Và tháng thứ ba thì cũng mua 5 cái máy rồi mình mua 5 cái máy. Thu nhập như thế nào? Mình bán 5 cái máy và mỗi cái máy như vậy thì mình kiếm được 5 triệu đô, đúng không? Thì có nghĩa là mình có được 200 triệu đô. Cái tháng thứ hai đó mình tiêu thụ 5 cái máy, mình cũng tiêu thụ được 200 triệu đô. Nhưng mà đặc biệt với tháng thứ ba thì mình kiếm trên 18 ngàn, ok. Thì bây giờ cũng có hỏi đặt ra là bây giờ với một cái kinh doanh, với một cái mô hình nhân rộng mà sau khi 3 tháng mà mình kiếm trên 18 ngàn thì các anh nghĩ thấy là nó có đáng không ạ? Yes. Hôm qua có rất nhiều anh chị em với cái mô hình này như vậy. Có một số anh chị em thì cao hơn tùy theo mình làm việc như thế nào với kinh doanh này. Làm cái mô hình như vậy có nghĩa là bây giờ với cái mô hình nhân rộng, với cái mô hình là mình làm bao nhiêu người thì chỉ cần mình hợp tác với 6 người, ok. Và mình phân phối mỗi tháng là 5 cái máy Lumispa, ok. Vốn đầu tư mỗi tháng là 870 triệu đồng, và sau khi 3 tháng thì cái tiền thu nhập của nó là 18.200 đồng, ok. Và đây là một cái cơ hội mà mình có thể mình bắt đầu liền, và mình có thể mình phát triển một kinh doanh toàn cầu được. Và đây là Quang cũng đi sơ về cái mô hình này. Mình hiện giờ đang có cái mô hình này và có rất nhiều anh chị em đang chạy cái chương trình này và đang có kết quả thật là tuyệt. Đó là cái bài chia sẻ mà Quang muốn nói sơ như vậy để các anh chị em mình hiểu. Let's see. Bây giờ quay lại ha, quay lại màn hình. Thì đó là cái bài chia sẻ của Quang trong 30 phút rồi đó.
thì các anh chị em có thể hiểu sơ về cái kinh doanh không sở hữu, và cái kinh doanh đã thay đổi rất là nhiều người để mà có cái chất lượng cuộc sống, để có nhiều thời gian hơn, và mình đạt mình muốn không. Chắc chắn là trong vòng 30 phút thì nó sẽ không giải thích hết. Cho nên nếu anh chị em nào mà mới đó mà vẫn còn chưa hiểu, vẫn còn thắc mắc, thì anh chị em liên lạc với người giới thiệu anh chị làm phát tham thôi. Thì hiện tại bây giờ thì Quang đã có được sống, mình có thể do vấn đề thời gian, tự do về tiền bạc, và cái quan trọng nhất là mình muốn làm và mình ý muốn của mình. Quang có hai đứa con như hồi nãy chị em thấy đó, thì Quang có thể để lại cái đời con đời cháu của mình. Cho nên là sau khi 6 năm rồi thì mình có được những gì mình muốn, và đặc biệt nữa là để lại cái đời con đời cháu. Nếu đây làm một cái gì đang làm việc cho bản thân mình, cho gia đình của mình, và đặc biệt là cho con cái của mình, hôm nay các chị không cần phải lo lắng. Thì đây là thì một lần nữa thì Quang cũng xin cảm ơn tất cả chị em mình nghe cái chuyện của Quang, thì cứ liên lạc với cái người mà giới thiệu nhé. Ok, một lần nữa thì Quang cảm ơn và xin hẹn lại tất cả anh chị em mình trong những bài chia sẻ. Cảm ơn Quang.